chào tất cả mọi người. Thì ở clip trước, Thu Hoa đã hướng dẫn bà con về cách sấy củ cải với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Còn hôm nay, với quy trình sấy hoa quả sẽ diễn ra như thế nào, xin mời tất cả bà con hãy cùng đón xem. Chuẩn bị nguyên liệu: thanh long, dâu, cam, táo, nho, cà rốt, hoa hồng, hoa cúc, xoài, dứa, củ dền, khoai lang. Cách làm: bước 1, ta rửa sạch hoa quả, sau đó để khô. Bước 2, ta thái lát mỏng để khi sấy nguyên liệu được khô đều và nhanh hơn. Bước 3, ta xếp các loại hoa quả vào khay của máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Như mọi người đang thấy, máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh được thiết kế với khoang làm việc 100% bằng inox và hệ thống sấy đối lưu tuần hoàn khí nóng giúp giữ được hương vị và màu sắc của nguyên liệu. Tiếp đến, ta xếp khay vào máy. Và đóng cửa tủ. Rồi sau đó cài đặt bảng điều khiển. Bước 1, ta bật công tắc nguồn. Bước 2, ta hẹn giờ thì ở đây có 3 mốc. Giờ được ký hiệu là H, phút được ký hiệu là M và giây được ký hiệu là S và ta cài đặt ở 10 tiếng. Bước 3, ta xét nhiệt độ ở 40 độ. Bước 4, ta bật công tắc sấy chính để khởi động 2 hộp nhiệt. Bước 5, ta bật công tắc sấy phụ để khởi động nốt 2 hộp nhiệt còn lại. Đối với những gia đình có dòng điện yếu, ta chỉ cần bật nút sấy chính để khởi động 2 hộp nhiệt. Và đây là nguyên liệu của chúng ta sau 5 tiếng sấy. Đối với những nguyên liệu ngậm nhiều nước như là nho, dâu, cam, ta có thể thấy là vẫn còn khá ướt. Ta sẽ tiếp tục sấy thêm khoảng 5 tiếng ở nhiệt độ là 40 độ. Còn đối với những nguyên liệu như là dứa, xoài, táo, ta sấy thêm khoảng 4 tiếng với nhiệt độ là 40 độ. Và đối với những nguyên liệu còn lại như là cà rốt, củ dền hay là khoai lang đã khô gần như hoàn toàn, ta sấy thêm 2 tiếng và bỏ ra để đảm bảo được màu sắc và hương vị của nguyên liệu. Và đây là thành quả của chúng ta sau 10 tiếng sấy. Ta có thể thấy là nguyên liệu đã khô hoàn toàn nhưng vẫn giữ được màu sắc và hương vị, lại đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoa quả sấy khô không những giúp bảo quản được lâu dài mà ta còn có thể làm detox, giúp thanh lọc cơ thể, rất tốt cho sức khỏe. Vâng, và vừa rồi thì Thu Hoa đã hướng dẫn bà con về cách sấy hoa quả với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh thì việc sấy khô hoa quả trở nên vô cùng đơn giản. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay một chiếc máy sấy thực phẩm đa năng. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0946 249955 hoặc 0943 47
9955 để được tư vấn miễn phí. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con là an tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau. Mỗi ngày, chúng ta nên chuẩn bị cho mình một cốc trà hoa quả giúp thanh lọc cơ thể để có một sức khỏe tốt hơn. Chúc bà con thành công!